Đây là lần thứ hai, đây là lần thứ ba đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan đối đầu với nhau trong trận chung kết của SEA Games. Cơ hội đầu tiên, đó là cơ hội thuộc về đội tuyển của chúng ta. Khá chống trải. Không được. Kim Hồng. Đánh đầu. Cú đánh đầu của Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt đang là cầu thủ ghi bàn tốt nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam cho đến thời điểm này. Thành tích của Nguyễn Thị Minh Nguyệt ở thời điểm hiện tại là 4 bàn thắng. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng hy vọng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chiến thắng để Kiều Trinh cũng có được thêm niềm vui sau ngày sinh nhật của mình. Bây giờ thì chúng ta đang đối mặt với một tình huống cố định đến từ các cầu thủ Thái Lan. Không có gì khó khăn đối với Đặng Thị Kiều Trinh. Đây là pha bóng phải làm việc đầu tiên. Phải làm việc thực sự đầu tiên của Đặng Thị Kiều Trinh kể từ đầu trận. Thời điểm này, hiệp 1 của trận đấu đã bước qua được hơn 1/2 thời gian. Kim Hồng. Lộn xộn. Dứt điểm đi. Không vào. Vào. 1-0. Tỷ số là 1-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam với pha lập công của Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Phút thứ 33 của trận chung kết. Và chúng ta đã giành được một thành quả xứng đáng. Một bàn thắng xứng đáng cho một thế trận vượt trội mà đội tuyển nữ Việt Nam tạo ra trong suốt hơn nửa tiếng đồng hồ vừa qua. May mắn tưởng như đã đứng về phía Thái Lan khi bóng tìm đúng xà ngang. Nhưng sau đó, Minh Nguyệt đã có mặt rất kịp thời. Rất kịp thời để ghi bàn thắng thứ 5 của chị tại SEA Games năm nay. Các pha bóng mà cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam là những người bị đau ở trên sân. Rất nguy hiểm. Tỷ số đã được san bằng cho các cầu thủ Thái Lan. Đây có thể coi là cơ hội duy nhất mà đội tuyển nữ Thái Lan có được kể từ đầu trận. Cơ hội duy nhất và họ đã tận dụng thành công. Trong một pha bóng mà chúng ta thấy được sức mạnh của các cầu thủ tấn công bên phía đội bóng áo xanh. Chỉ một chút lơi lỏng thôi là Thái Lan đã nắm bắt lấy cơ hội của mình. Anusara Maicharan. Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai cho đội tuyển nữ Thái Lan. Đường chuyền cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt! Không được. Cơ hội đã trôi qua. Trong tình huống đối đầu với thủ thành Bun Sinh của đội tuyển nữ Thái Lan thì Minh Nguyệt đã không thể chiến thắng trong cái tình huống được hưởng đá phạt như thế này. Vẫn là Kim Hồng đá phạt. Cơ hội. Bóng đã không đi vào lưới trong tình huống vừa rồi. Một cú treo bóng đủ để tạo ra những khó khăn cho hàng phòng ngự của Thái Lan và thủ thành Bun Sinh. Một cơ hội bị bỏ qua của đội tuyển chúng ta.
Một trận đấu đang chứng kiến nhiều cơ hội của đội tuyển nữ Việt Nam. Một số lượng cơ hội vượt trội so với đối thủ. Có điều đáng tiếc là trong nhiều cơ hội đó thì chúng ta mới chỉ tận dụng được một lần. Khá nguy hiểm. Không tốt của Lê Thị Thương.